Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xảy ra một ca bệnh sởi, giảm 25 ca so với cùng kỳ năm 2014. Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây nên, phổ biến nhất ở trẻ em. Bệnh lây từ người sang người, chủ yếu qua đường hô hấp. Bệnh xuất hiện quanh năm, tất cả những người chưa có miễn dịch với sởi đều có nguy cơ mắc bệnh. Nhằm chủ động trong công tác phòng chống bệnh sởi kịp thời, xử lý nguồn bệnh, không để dịch bệnh lây lan, chủ động bảo đảm sức khỏe cho trẻ bằng cách tốt nhất là tiêm vaccine sởi. Được biết, trong năm 2014, toàn huyện Cần Giuộc có 39.157 trẻ được tiêm vaccine sởi rubella, đạt 98,79% cho cả 3 mũi tiêm. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu sốt, phát ban, cần thông báo và đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị và hướng dẫn cách ly kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm cho trẻ.